Ok anh em, đấy hàng này lên. Thì theo yêu cầu của anh em là mình sẽ chơi đường môn. Nhiều anh em thì vẫn biết là đường môn là một phái gọi là tối ưu ngon lành cành đào. Cho nên là mình sẽ chơi đường môn thử các bạn nha. Sinh lực 3.400 thì chắc là bơn 2.800. Ít quá là nó quéo các bạn. Rồi chỉ vậy thôi anh em. Rồi nhận máu thôi. Về kỹ năng tiềm năng thì không có bút các bạn nha, vẫn 20 điểm nha. Chứ không có gì hết. Đấy, sức mạnh, thân pháp và sinh khí. Xét đồ cũng bình thường thôi. Phòng thủ 16 này. Phòng thủ 16 này. Hai cái này mình mặc cho vui chứ không có kích gì hết các bạn nha, không kích gì hết. Kích cái độc sát nội bởi vì nhiều anh em bảo là sao không mang vũ khí hệ kim. Ok, mình sẽ mang vũ khí hệ mộc để cho các bạn thấy vì sao mình lại mang vũ khí hệ mộc các bạn nha. Có những cái nó rất phải lúa, mình phải đi thực tế để cho các bạn thấy. Đôi giày mộc thì nó sẽ kích làm chậm được của đôi giày và nhẵn trên đó. Đai lưng cũng 17 thì kháng này rất là bình thường. Nhẵn ăn ban thì anh em ăn even nó ra là bình thường, hạn sử dụng không có vấn đề gì các bạn. Ngọc bội nhu tình cũng vậy. Cho nên cái này là đồ cũng rất là bình thường, không có vấn đề gì gọi là VIP Select hay là giống như Tú. Ông Tú là ông hay kiểu là livestream công bằng, livestream vãi lúa luôn mà kêu livestream công bằng. Mình mới gọi là livestream công bằng này, đúng không các bạn? Ok, và bây giờ chúng ta hãy vào tống kim thôi. Hiện tại là mình mới vào. Anh em vào, mình vào cũng trễ. Trễ 15 phút rồi. Anh em là đi tống kim cũng khá đều. Ngày mai sẽ có những cái hỗ trợ là giúp cho anh em là đi trong kim trải nghiệm là ngon lành hơn nữa kia. Ngày mai kia các bạn, ngày mai là sẽ ố về hơn nữa. Rồi ok, lay nào. Ok, hôm nay thì mình sẽ chơi môn phái gọi là đường môn. Vũ khí thì cũng tốc đánh 20 bình thường thôi các bạn. Option này là option khá là bình thường, không vấn đề gì. Chứ không phải là option VIP gì đâu anh em. Xoáy 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 chưa được mạng nào. Chưa được mạng nào. Mình là mình đầu tư sinh khí các bạn để cho nó trâu. Mình không đầu tư về sát thương, mình đầu tư về sinh khí. Ấy da, bỏ chạy thôi. Gì thế bạn? Làm chậm mình thì mới 90 thôi, chưa được đạt 120. Chưa được 120. Thế với bà. Hoài lại xoáy ông võ đàng nữa. Thiên vương. Thôi, cái này thì phải chết rồi. Đó, các bạn thấy đấy, đường môn nó thế chứ đâu phải là professional đâu các bạn. Căn bằng môn phái nó ổn thành nhiều môn phái nó sẽ gọi là đều nhau, chứ cũng không phải là khứa nào pro cả. Open gần 1 tháng rồi các bạn. Chuẩn bị sẽ có những cái hỗ trợ cho anh em vào ngày mai, tức là ngày 4 tháng 12. Những cái gói hỗ trợ rất là ngon lành để cho những anh em chơi sau các bạn có thể theo kịp. Và anh em cũng có một cái cớ, một cái lý do gọi là chúng ta sẽ tham gia những hoạt động trải nghiệm. Chúng ta đem lại một lượng kinh nghiệm khá là dữ so với những anh em cũ. Kinh nghiệm nó sẽ ngon lành hơn rất nhiều. Trời đất ơi, thiên nhãn nó thả. Thả kiểu đó thì làm sao mà sống nổi anh em. Đi đường dưới này. Game thì chẳng có lý do gì để boost điểm ba, bởi vì nó rất là bình thường. Đi anh em đi tống kim chủ yếu là để mà giải trí xả stress chứ không phải là boost điểm để làm gì. Nhiều con game mobile đến thời điểm hiện tại như mình đây là nó đã eo eo rồi. Hiện tại đồ mình được kháng tầm 15. Anh em đi đánh quái boss xanh bên chốt sát thủ bình thường các bạn cũng sẽ có kháng tầm 15 rồi. Và 17 nó hiếm hơn một chút, sau đó là đến 19. Chứ còn kháng 20 thì chưa có đâu. 20 thì chỉ có là kháng lôi, chứ còn lại là chưa có. Quay 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 quay. Anh em thấy đấy. Kháng hỏa chừng này đây mà còn không chịu nổi.
nó phun kiểu đó thì làm sao mà chịu nổi. Chỉ là mát phòng thủ lý đủ trâu một tí. Ui à, chạy thôi chạy thôi, ghê quá đi. Ghê quá ghê quá. Bình tĩnh mấy bạn, bình tĩnh mấy ba, chạy thôi, thế chạy đâu thế bạn. Úi trời ơi, đường mông giúp hồn phóng ấy ấy, ấy nhập nhập ngã hành này, nhập ngã hành, bắt trái 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 lì ghê ta. Ồ, mũ định quốc luôn, phòng thủ 30 luôn. Wow. Wow. Phòng thủ 30 là hơi bị đỉnh rồi đấy các bạn, chứ không phải giỡn đâu. Đây, kim này, thủy này. Hỏa này. Làm chậm này. Thổ kim này. Mà chỗ này sao mặc thì thổ làm gì ta? À lấy không băng à. Đây không băng thì các bạn này phòng thủ không mát nhưng mà kháng khá là đều. Khá là đều các bạn. Có cái mũ 30 là thấy là đỉnh rồi. Trời ơi cái mũ nó khá ngon lạnh. À, đồ ăn banh quốc là đều là hạn sử dụng hết anh em nha. Hạn sử dụng hết. Chỉ có gọi là liên đấu mới có đồ bệnh viện thôi, còn tất cả là đều là đồ hạn sử dụng cho nên anh em thoải mái. Không có bây giờ nó mất giá trị ra các bạn, giá trị luôn còn đó. Ok, có kháng của con lon bút. Wow, con lon bút kháng lên ngon lành luôn. Lây nào, từ từ mấy bạn. Ghê quá đi. Thì nhẵn thả kinh quá. Úi trời ơi, thì nhẵn nó thả. Là kiểu đó thì làm sao mà anh em mình sống được. Nó ship một chỗ kìa. Đó, đây, 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 đây. Quá nguy hiểm. Quá ghê gớm anh em. Ôi, trời, 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 trời. Ui, vỏ đang sấy. Úi chu thiên nhãn thả. Ui trời trời. Quá ghê gớm. Nãy giờ được 3 mạng rồi ta. Ây da, chạy chạy chạy. Ghê quá. Từ 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 từ. Ngày mai sẽ có những sự hỗ trợ cho anh em mới các bạn nha. Hoặc là những anh em đang trải nghiệm. Nói chung là các bạn thi tham gia hoạt động là kinh nghiệm chúng ta sẽ nhận được gấp 3, gấp 5 lần so với những anh em đang trải nghiệm. Nó sẽ quy định về cái mốc cấp. Ở cấp đó thì chúng ta sẽ được nhiều hơn. Luôn có những sự tính toán cho nó phù hợp anh em để hỗ trợ những anh em chơi sau. Hai khứa võ đan. Ôi trời thơm. Ôi trời nó xoáy choáng anh em. Ở võ đan đâu phải dễ cháy đâu các bạn. Cũng lì như gì đâu. Lão hạt, lão hạt, lão hạt. Bỏ chạy. Đang chạy nhanh quá. Úi, mới 6 người. Úi, bắt trai, bắt trai, bắt trai, bắt trai. Hôm nào mà ghê thế này. Rồi, lên nào, đẩy lên. Úi, dính 7, dính 7. Ui, trai dính 7. Chưa, chưa xi nhê. Từ 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 đúng rồi, cái đó không phải phi tốc lệnh bài đó các bạn nha. Game đấy thời điểm hiện tại vẫn chưa có phi tốc lệnh bài, cũng có hay không thì mình cũng chưa biết, bởi vì mình thấy là để như thế này đánh nó chắc hơn. Có phi tốc lệnh bài đánh vô nó loạn lắm, có những môn phái nó cực kỳ gọi là lợi lợi thế, như anh Thiên Vương ví dụ như thế này nó anh cũng phá anh cũng xỉu xẹo được, chứ còn như nếu mà có phi tốc lệnh bài thì trời ơi sao đánh. Đúng không các bạn? Không thể đánh được, có những môn phái là nó cực kỳ lợi. Nó có phi tốc lệnh bài vô nó tởm lắm, là nó lầy kinh lắm, không không ổn tí nào. Cho nên mình mới áp dụng như vậy. Còn nhiều game là nó chơi phi tốc lệnh bài là nó bắn bằng xu. Như ông Thiên Tuyệt là ông thấy ông Tú mày lớp bắn bằng xu. Thì Tú mày lớp bắn thì bình thường người đi đầu mà. Ông thấy ông cũng chơi bắn bằng xu, ông bước trước y chang luôn. À, thấy xu bắn 10 xu 50 bình cũng bán 10 xu 50 bình kiếm ít sàn. Nhưng mà cái cách vận dụng và cái hoạt động tống kim nó như thế nào là một vấn đề khác, để cho nó tống kim nó ổn và nó bền. Nó là một hoạt động cho anh em giải trí và anh em thích đi.
chứ không phải là một hoạt động vứt chết đó. Cái cách vận hành nó cũng là một vấn đề đấy các bạn, là một cái bài toán, chứ không phải cứ ném đại đó là nó thành công đâu anh em. Như trước đây mình chơi game Thiên Tuyệt hay là Ngạo Tuyết thì các bạn thấy đấy, nó là như vậy. Còn Hồng Kim môn phái thì mình không chơi. Lý do vì sao mình không chơi thì anh em cũng biết rồi, bởi vì nó có những cái lý do dẫn đến cái việc là Hồng Kim môn phái nó nhanh quéo lắm. Nó quéo ở đây không phải là mình yếu thế, mà nó quéo ở đây là server nó quéo ấy, nghĩa là người chơi nó sẽ tự rời đi trong một khoảng thời gian ngắn. Trời ơi nó lì, rất là lì, không sao. Trời ơi nhưng mà không thể không sao được, phải chết thôi anh em. Cái đó là hết thế rồi. Ở con lâu, con lâu, bút cái nào, bút cái, bút cái, bút cái, bút cái, bút cái cha. Chỗ đường môn chiếc hồ, đường môn chiếc hồ. Ông này ông Đức ông đặt 7 là bây giờ nó cũng bình thường, các bạn gồng được nha. 7 là xử lý ngon lành, không có phải là pro đâu. Anh em đi qua 7 các bạn vẫn gồng được. Nhưng mà chỉ có điều là nếu mà đi qua trúng cái thời điểm 7 mà nó dồn nhiều quá một chỗ thì là cái đó quéo thôi, chứ bây giờ sao giờ. Mỗi người có một cái sở thích mà, chúng ta không thể nào mà cấm cản được, miễn là sao cho nó hợp lý, có sự điều chỉnh cho nó hợp lý là được. Dương công tử, Dương công tử, Dương công tử này, Dương công tử này. Ây da, ây da, ây da. Nhậm ngã hành. Kung Fu Panda. Giang Hồ Môn. Gia Linh. Ui, ui, ui. Gia Linh, Gia Linh, Gia Linh. Có vợ đang chó. Vợ đang chó, nhậm Gia Linh. Quéo liền. Ôi 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 ôi, cái này có skill 120 là lướt liền này. Chỉ tiếc cái điều là không có. Không có thì phải chết thôi anh em. Các bạn thấy đấy, 100% ác tay, mà ác tay là anh em nhìn là anh em biết ác tay liền. Còn ác mà ác kéo theo sau là nhìn nó rõ lắm. Ác tay chúng ta nhìn cái cách di chuyển cho ta biết liền. Bởi đi BK nó sướng hơn. Thực sự anh em nào mà chơi mà game chỉ là ác tay không á, anh em đi BK nó sướng lắm. Nó rõ ràng lắm. Chơi nó chất lượng. Còn những ác thiếu sau theo kéo theo sau rồi ác clone thì nhìn là biết liền. Đây nào anh em. Đó, mỗi người đi một hướng, mỗi người đi một nơi. Được môn, võ đang, võ đang. Cái bàn dung dung, bốn dung, hai dung. Thiên nhãn, thiên nhãn. Ô, thiên nhãn nó thả kìa. Ôi trời ơi, con thiên nhãn nó thả kìa. Quỷ thiên nhãn nó thả kinh hồn luôn ấy. Chạy kiểu này thì đánh sao cho trúng. Không có Ngami nhỉ, team Ngami kiếm có, Ngami không có Ngami trưởng. Thường thường các bạn thấy là game ít có Ngami kiếm và Thống Kim. Bởi vì cơ bản là Ngami kiếm nó yếu. Nhưng mà nếu chúng ta tinh chỉnh và chúng ta biết gọi là điều phối cho nó phù hợp thì phái nào nó cũng sẽ được ưu tiên. Từ từ trời ơi, nó tấp vô bụi xả kìa. Nó tấp vô bụi xả kìa. Ôi 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 ôi, cái bàn đúng rồi, cái bàn là phải xong lên trụ, cái bàn trụ trầu lắm các bạn, kháng trụ cực kỳ trầu luôn. Rồi xong lên lượm xác nó nào, quẩy nào, bình 31. Trời ơi bình 31 là các bạn biết rồi, nhẹ tên luôn. Ơi 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 ơi, thì nhẵn nó thả một cục. Ơi lui lại, lui lại, lui lại. Ô trời, về quá. Gia Linh, Gia Linh, Gia Linh Quảng Trị, Gia Linh Quảng Trị. Ô. Từ từ mấy bạn. Trời, ông bom, ông đừng ông bom, làm tranh thủ ông đặt một cả mớ liền ngay cổng liền. Bên kia mắng lùa ra là nó cháy cả 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 nùi. Đường môn chơi nó cũng phải nghệ thuật các bạn, chứ đâu phải là cứ ưng là đường đi đường môn vào là có tốt đâu.
Chơi là cũng chiến thuật nghệ thuật lắm đấy. Như anh em nhìn thế này tưởng bốt đĩ mà các bạn thấy đâu có bốt đâu. Đi song pha như đúng rồi. Hôm qua mình chơi con Thiên Vương thì các bạn thấy đấy. Ổng sợ mất điểm tích lũy luôn mà. Lấy nào, lấy nào. Ôi, bỏ chạy. Con đi nhắn nó thả. Đi nhắn nó thả. Ồ, chưa bỏ máu xuống à? Hàng gì? Bơm, 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 bơm. Đứt máu nó không được. Rồi, cái này mà có phi tóc thì đường môn nó xoáy thì... Úi giời ơi luôn. Kiếm củ bắp, kiếm củ bắp. Ngà mì cái bàn. Lý Nhã Kỳ, Thúy Yên. Hai ông dính ngay vô cái bầu vũ. Giết luôn hai ông lúc các bạn này. Hai ông đi trùng khớp sao mà dính y cái đường bầu vũ xoáy dính trưởng luôn. À bại ơi, bại ơi, bại ơi, bại ơi, bại ơi. Đi đu ra. Ui trời ơi, nó thấy mình chém chớm nó lượm sát mình liền luôn. Ghê luôn. Vừa hôm qua là mình đi với ông Joker này đây. Mà đường môn đánh nghệ thì dễ giết được đường môn các bạn. Đường môn mà đánh nghệ dễ giết được đường môn. Khó lắm, khó nhai đường môn lắm. Hôm qua là Ivan Tony này, đường môn giúp hồn là tốt. Bây giờ là đổi lại rồi. Jolin, Jolin 18xesdm. Xoáy, xoáy, trù, cái bàn lì kinh điển luôn ấy. Xoáy có cháy đờ này, xoáy lì như gì đâu. Ui đường môn nhíp nó phóng kìa. Nó rị tới, nó rị lui. Bát chai, bát chai, bát chai, bát chai. Xoáy, 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 xoáy này. Mình chơi hệ mộc để sao anh em hiểu không? Để cho máu nó trâu, thằng pháp mình tăng vừa đủ thôi. Có lại mình chơi theo hệ là rút độc. Có như hệ kim thì nó dễ hơn. Nhưng mà mình vẫn thích chơi hệ mộc hơn các bạn. Nói về đường môn thì mình vẫn thích chơi hệ mộc hơn. Bởi vì đồng thời nó sẽ kích hoạt cái đầu nhẵn trên với đầu dày, nó sẽ có làm chậm. Ôi, ôi, ôi. Ai ai từ 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 từ. Nó làm cái nuôi 17 em. Ra nào, ra nào, ra nào. Quỷ Thiên Vương vẫn đi giết lẻ kìa. Lấy nào. Lên, 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 lên. Ô, ôi, ôi, sợ nhịp hồn phóng. Ô, chào, 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 chào. Ghê quá. Ghê quá, ghê quá. Ui, ui. Trời đất ơi, kinh, kinh điển. Từ từ mấy bạn ơi, từ từ. Ai chà. Nó nhồi nó kéo mình vô. Đường môn nhiếp hồn nó hay lắm các bạn nha. À, lúc thì nó kéo ra, lúc nó kéo vô nó thú vị lắm. Xoáy 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 xoáy. Xoáy 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 xoáy. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Rồi rồi dính dính băng, dính băng rồi, dính băng rồi. Ồ dính băng rồi. Đúng rồi, ổng lại ổng ham con lâu này, ổng ham con lâu này, ổng ham con lâu này. Ham con lâu này. Trời đất ơi, ham con lâu nó đánh, nó đánh, nó vả. Cái tội mà ham con lâu, bơm máu tốt dữ ta.
Ông ham con lâu, ông đòi lựu anh em hiểu không? Mà con lâu này bơm tốt này, con lâu trụ trụ được một chút là dính 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 chưởng đường môn xoáy liền. Nhiếp hồn, trời ơi nó ra lại rồi kìa, nó ra lại rồi kìa, nó ra lại rồi kìa. Ê, đông quá ơi, trời đất ơi, hỏa nó xả, kháng hỏa không đủ đồ cho mấy anh này hỏa xả là sắp mặt luôn. Từ từ cái bàn nhậm ngã hành, nhậm ngã hành, nhậm ngã hành, nhậm ngã hành này, nhậm ngã hành này, một đêm ba phát, một đêm ba phát vãi cái tay. Cha 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 lùa lên nào các bạn ơi, lùa lên, lùa lên, đúng rồi lùa lên, đúng rồi, trời ơi lùa lên. Chết quêu. Mèo lùa như lùa vịt. Lên nào anh em ơi, lên. Không, đường môn bảy ông đứng ông rặn, ông Mỹ. Ông đứng phía sau ông Mỹ. Lên. Lấy nào, lấy nào, lấy nào, chỉ còn 4 phút nữa thôi. Anh em thấy thấy tống kim tối nào nó cũng rất là đều anh em. Ngày mai sẽ có sự hỗ trợ mới, là anh em đảm bảo là anh em sẽ đi tích cực hơn nữa, bởi vì cái giá trị nó đem lại ở một trận tống kim nó quá cao. Thành ra anh em cứ vào quẩy, bởi vì tống kim có tốn máu đâu, có tốn tiền đâu các bạn. Free mà có tốn tiền đâu, cho nên cứ vào quẩy hết mình. Trận 21 giờ là một cái trận khá là ổn định nữa. Anh này dính bẫy này. Đó, một em. Ồ, trời ơi, hai em thơm phức luôn. Từ từ để tôi tìm cái góc tôi xoáy nè. Tìm cái góc tôi xoáy chứ không là quéo cò. Hôm nay chơi đường môn, tối mai chơi con khác các bạn nha. Mỗi đêm chơi một em. Ai. Anh em cần mình chơi môn phái gì các bạn hãy comment bên dưới nha. Tôi quậy hết mình với anh em luôn. Gì thế bạn? Hội tụ nhau kéo xuống dưới à? Họ tụ nhau kéo bài à, kéo bè kéo phá à? Làm như tưởng đang ăn phi tóc lại bài không? Thì nhắn. Tưởng đâu ông phi tóc lệnh bài té đâu không phải. Cái bàn, cái bàn, ô chụp cái bàn, từ từ tắt đánh quái các bạn. Tắt đánh quái. Đường môn nhíp, trời ơi đường môn nhíp, anh em thấy nó nhíp không? Trời ơi nhíp, nhíp kinh điển luôn á. Ồ vỏ đa anh em thấy xoáy không? Chón thấy rõ luôn. Ấy. Ấy chà. Quá ghê gớm, 2 phút thật là quá ghê gớm. Đó đi tống kim như thế này thì cực đã. Ít bữa nếu như mình triển khai phiên bản mobile sớm thì đảm bảo anh em sẽ có một sân chơi đỉnh luôn. Lên nào bà con ơi, lên xúc lên. Trời đất ơi. Ghê hồn luôn. Họ này không? Máu free đánh cực đã. Không phải lo nghĩ, chỉ vào là quẩy thôi. Quẳng với ông Thiên Vương này tí cho vui. Thích đi đâu? Giờ thích đi đâu?
giờ thích đi đâu mới được chứ, quan trọng bây giờ là bạn thích đi đâu là mình đi đó thôi chứ quan trọng gì đâu. Định áp sát này, định áp sát này, úi giời ơi, tuổi nào mà còn áp sát nữa bạn, úi giời ơi, ông này ông thiên vương nào đúng là chơi khí thế đấy chứ, tìm cách để mà ông liệu mạng. Thiên vương là phải như vậy các bạn, đi tống kim mà phải tìm con đường để mà cáu rỉa. Lý Nhã Kỳ 1 phút, xong đây anh em ơi, xong lên, xong lên, còn có 1 phút à. Quay 7.000, 7.000 là được, được 7 triệu kinh nghiệm. Thêm một quà nữa các bạn, một quà đấy. Ồ không được gì nhỉ. Được đường túi máu nữa anh em này. Đấy nha, đấy này, đổi lấy điểm. Nếu như anh em tốt là sẽ nhận được vòng sáng đẹp này. Còn mình là mình mua tự khoáng. Đi về Phượng Tường đi, cho nó xâm xê. Rồi quay nào. Đây là vòng quay may mắn free các bạn nha. Shop không có bán cái này, chỉ có đi tống kim mới được cái này quay thôi. Thành ra cái cục tự khoáng này hiện tại anh em bán giá khoảng dao động khoảng tầm 2 đến 3 xu, 2 đến 3 nghìn nhé, đây một cục. Từ khi các bạn quay sẽ, các bạn sẽ được những vật phẩm như thế này ở trong này. Những vật phẩm như thế này. Ơi. Ngon lành cành đào đúng không anh em? Đó. Đa số là bộ huyết đơn, còn may mắn thì các bạn sẽ vào những cái rương vật phẩm. Có một số anh em đã võ lâm mật tịch có, tẩy tủy kinh có rồi, rương nhu tình có, rương định quy cốt có rồi. Kim bảo như số 1 thì hơi ít các bạn thôi, thêm 100 kim bảo là ngon lành đúng không, để cho nó đẹp, cái tiền thổ lộ này mới giá trị các bạn này. Rồi ok quay thử các bạn nha. Ra gì đây, đừng có nói ra võ lâm mật tịch hú hồn luôn đó nha. Nhận thưởng rồi, cái này là được 5 triệu các bạn, 5 triệu kinh nghiệm. Đó anh em tập trung xoay này. Ai mà xoay ra đồ ngon là bắt đầu nó thông báo lên kia tần số thế giới này đây, để cho anh em khác biết. Đó. Rõ ràng giá trị nó chỉ nằm ở tống kim. Game mình là mỗi hoạt động là nó sẽ riêng biệt. Mỗi mỗi hoạt động nó sẽ có một cái gọi là riêng biệt. Nó không có dính liền nhau. Nó cũng không tách rời luôn. Ví dụ liên đấu là nó xét ăn ba người quốc vĩnh viễn là nó rõ ràng, chỉ có liên đấu mới có. Và tống kim thì nó có tử ngọc, tử tử khoáng để mà xoay xoay cái vòng quay may mắn này, là nó chỉ có tống kim mới có đó, nó rõ ràng như vậy các bạn, thì giá trị nó sẽ phân biệt rõ. Chứ còn đi cái này mà được cả nùi thì nói thật anh em cày cút cũng dễ lắm. Cho nên game mình nó tính có tính chất công bằng, và gần 1 tháng rồi thì ca vạn vẫn còn giá trị các bạn. Anh em vừa rồi bán đó 2.000 vạn là bán được 100, 2.400 vạn bán được 170, 180 Việt Nam đồng, vẫn bán được bình thường, ca vạn vẫn có giá trị rất là rõ đó. Cho nên là mình, các bạn mình thấy được là game ổn định, không có vấn đề gì. Ok, và ngày mai sẽ có những cái hỗ trợ dành riêng cho anh em để anh em có thể vào quẩy nó được khí thế hơn. Ok, bye bye các bạn nha.